Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Sun TV. Hôm nay hãy cùng mình vẽ tranh về đề tài lễ Vu Lan thả đèn hoa đăng nhé. Trước tiên các bạn hãy vẽ cho mình một đường ở gần phía dưới như thế này, rồi khẽ bẻ cong lên. Đây sẽ chính là cái bờ gạch để chúng ta đứng lên. Còn bên phải và bên dưới sẽ là mặt sông để chúng ta thả đèn trôi xuống nhé. Chúng ta vẽ gì xuống dưới để chúng ta có vị trí chúng ta vẽ đủ người ở phía trên. Thì hãy vẽ phần gương mặt cao thì lên trên một chút để các bạn có thể vẽ đủ chân tay, tránh việc là các bạn vẽ thấp quá thì vẽ người đứng sẽ không đủ chỗ để vẽ chân, thì chân sẽ bị chìa xuống phía dưới của nước. Thì bây giờ mình sẽ vẽ một cô bé hai tay đang cầm, đang vung đỡ một cái đèn hoa đăng. Đèn hoa đăng các bạn hãy vẽ cho mình cái đế ở dưới, hai đường thẳng xòe ra, rồi vẽ những phần cánh ở trên nhé, không khó quá đâu. Rồi các bạn vẽ một cô gái, một cô bé nhỏ, có mái tóc ngắn cho dễ. Nếu bạn nào thích vẽ tóc dài thì có thể vẽ nha. Và hai tay sẽ vung như thế này này. Lễ Vu Lan là dịp mà gợi nhắc lại một trong những đạo lý nhân cách lớn nhất của mỗi con người, đó chính là đạo hiếu. Cũng nhân dịp này, những người con tìm về với nguồn cội, về với giá trị chân thiện mỹ và về với đạo của người làm con. Lễ thả hoa đăng mang ý nghĩa cầu siêu cho người đạo khuất. Đây là một nghi thức truyền thống có nguồn cội từ Phật giáo. Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp lên đỏ rực, lấp lánh dưới mặt nước, mang theo ước nguyện cầu bình an lành và lòng thành kính của người dân gửi đến người đã khuất. Theo nguyên nghĩa, hoa đăng có nghĩa là đèn hoa. Lễ hội thả hoa đăng là lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa. Hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam. Vào ngày lễ này, đặc biệt lễ hội đầu năm mới, lễ thượng nguyên, đốt đèn mừng lễ hội, cầu nguyện quốc thái dân an, cầu âm siêu dương thái. Hoa đăng được thả trên sông vừa ấm cúng, thẩm mỹ, giàu truyền thống vừa mang lại giá trị tâm linh mở đầu cho một năm mới tốt đẹp. Chúng ta sẽ vẽ đầy đủ một gia đình nhé. Chúng ta sẽ vẽ người mẹ đứng ở bên cạnh, và người mẹ thì sẽ cao hơn người con. Nhưng các bạn khi vẽ cần phải để ý đừng vẽ to quá cô gái lúc ban đầu. Như vậy thì chúng ta sẽ không thể vẽ người mẹ lớn hơn, cao hơn phía trên được nữa. Và mình đang vẽ trên khổ giấy A4 nhé các bạn. Tay này của người mẹ thì sẽ để lên vai của cô bé. Và mình sẽ để mặc quần trông cho lịch sự nha. Tiếp đó mình sẽ vẽ một người bố đứng ở bên phải, và vẽ một người em ngồi bên cạnh và đang thả đèn xuống nước. Vẽ tranh về đề tài thả đèn hoa đăng thì chủ yếu người ở tư thế ngồi thì mới chính xác. Tuy nhiên là nếu mà cứ vẽ tư thế ngồi không thì khá là khó cho các bạn. Những cái bạn vẽ chưa tốt thì vẽ ngồi rất là khó. Thế cho nên là mình đã thay đổi một chút, mình đã vẽ ba người đang đứng, hoặc có thể là đang chuẩn bị ngồi xuống, hoặc có thể là đang đi tới để chuẩn bị ngồi xuống, và trên tay có vung đèn. Và sẽ vẽ thêm một vài người đang ngồi, người ngồi ở mặt nước, ở bên trên thềm mặt nước trước mặt mình. Một người sẽ ngồi nghiêng ở hướng trên và một người ngồi trên thuyền nha các bạn. Nếu như các bạn có thể vẽ nhiều người ngồi hơn thì cũng sẽ đẹp hơn. Thực ra bức tranh này mình vẽ là có một chút điểm là hơi tiếc một chút, là đáng nhẽ mình phải vẽ người bé hơn nữa là để vẽ được toàn cảnh hơn. Thế nhưng mà vẽ người bé quá thì quay bé khó nhìn lắm, mà zoom to lên thì lại mờ, nên là khó là ở chỗ đó. Nên là nếu như các bạn mà ngồi vẽ không phải quay như mình ý, thì các bạn có thể điều chỉnh, các bạn vẽ người bé hơn này vào nhá, bé khoảng bằng 2/3 thế này thôi, chứ đừng có vẽ to quá như thế này, lúc mà nhìn cái toàn cảnh nó không được đẹp cho lắm, mà sẽ vẽ được ít người chứ không vẽ được nhiều người. Nhớ nhé các bạn, mình vẽ to để cho các bạn dễ nhìn, để quay được cận cảnh để cho các bạn dễ nhìn thôi. Ở vị trí trống bên cạnh mình sẽ vẽ một cậu bé, cứ cho là em trai của cô bé kia đi, vẫn là thành viên trong gia đình này, đang ngồi, hai tay thì chĩa về phía trước và đỡ cái đèn. Thì mình sẽ vẽ một cái đèn nằm ở phía trước như thế này, và có vài ngón tay
ở phía dưới thò ra đó, rồi vẽ hai cái gối chân gấp vào đằng trước như thế này đó, nôm na là như vậy đấy. Đây là ngồi theo hướng chính diện mình nhìn thấy. Tiếp nữa thì mình sẽ vẽ những cái đèn hoa đăng ở bên dưới của sông. Thì các bạn vẽ đèn hoa đăng dễ lắm, các bạn cứ vẽ một cái phần đế ở phía dưới, sau đó vẽ hai cái đường dựng lên nhưng hơi xòe ra một chút đó, một bên trái này một bên phải, rồi vẽ ba cái cánh, rồi vẽ thêm hai cánh ở mặt sau, vậy là chúng ta xong thôi, rất là dễ luôn. Cái đèn nào mà ở gần thì các bạn sẽ vẽ to hơn, tức là gần về phía mình này, mình đang nhìn từ ở đây trở về trước này, thì mình sẽ gần cái đèn ở gần mép giấy hơn thì mình sẽ vẽ đèn to, còn ở xa thì mình sẽ vẽ đèn nhỏ nha các bạn. Ở vị trí này mình sẽ vẽ một cô gái đang ngồi cúi xuống và ngồi theo hướng nghiêng như thế này, chìa tay ra để thả đèn hoa đăng nha các bạn. Các bạn nhìn kỹ cái phần này. Đối với vẽ mặt nghiêng thì nó hơi khó như thế đấy, nên là mình cũng muốn hạn chế vẽ mặt nghiêng, và đoạn vẽ mặt nghiêng thì mình cũng tua chậm lại một chút để cho các bạn dễ nhìn. Hy vọng các bạn có thể vẽ thành công được. Các bạn vẽ cái phần mũi nhọn ra rồi vẽ bẻ xuống, rồi vẽ lõm vào một chút xíu để làm phần miệng hình chữ V khép lại, rồi vẽ phần cằm thôi đó. Nếu bạn nào mà không vẽ được những cái đường của đấy thì có thể vẽ một đường tròn không thôi cũng được, và mặt thì coi như là hơi ngoảnh lại một chút, chứ không có nhìn thẳng theo hướng ngồi như thế nữa, như vậy thì sẽ đỡ khó hơn. Ở đây sẽ là cái phần chân gấp lên này và gập xuống này đấy, thì chúng ta sẽ vẽ trong tư thế ngồi như thế này đang thả đèn hoa đăng nha các bạn. Vị trí này thì mình sẽ vẽ một cái thuyền, và trên thuyền thì sẽ có một bạn đang đứng, và có lẽ bạn này đã vừa thả đèn xong rồi, bây giờ bạn đang lấy tay để bạn chỉ, bạn nhìn đó, về phía cái đèn mà bạn vừa thả. Thì nếu như mà các bạn vẽ tranh kiểu này thì các bạn giống như mình vừa nói là nên vẽ người nhỏ đi nhiều vào, đừng có to như thế này, thì như vậy sẽ vẽ được cái quang cảnh nó rộng hơn, thì cái thuyền này sẽ vẽ được đầy đủ hơn, và trên thuyền sẽ có được đến 2-3 người, người thì thả đèn, người thì ngồi xem chẳng hạn, nó có thể là một gia đình ở trên thuyền chẳng hạn, thì nó sẽ hay hơn đấy. Đấy, nhưng mà vì nếu mà vẽ như vậy nhỏ quá các bạn sẽ khó theo dõi, cho nên là mình quyết định là vẽ người to lên và vẽ ít hơn một chút. Nếu bạn nào có sự sáng tạo thì có thể thay đổi cho phù hợp nha. Và chúng ta sẽ vẽ những chiếc đèn lồng được treo trên những sợi dây được căng trên bầu trời. Do bức tranh không vẽ được toàn cảnh rộng cho nên là mình chỉ nhìn thấy những cái phần dây, một chút xíu phần dây buông xuống để chúng ta treo những chiếc đèn thôi. Còn nếu mà chúng ta vẽ cảnh rộng hơn thì chúng ta sẽ vẽ được những cái vị trí chúng ta móc dây lên thì trông sẽ đẹp hơn và dễ hình dung hơn đấy các bạn. Ở đây thì là đèn ở phía xa, thì các bạn vẽ đèn nhỏ hơn một chút nha. Vẽ đèn lồng thì dễ lắm, vẽ một cái gần như kiểu là cái đế của cái đèn ấy, đèn hoa đăng ở dưới ấy, và vẽ một hình vòng hai bên giống như kiểu quả bí ngô vậy, rồi lại vẽ một cái đế bên dưới, sau đó vẽ một cái sợi dây tua buông xuống và cái đường nếp hình vòng hơi cong một chút ở trên phần thân đèn đó. Rồi chúng ta lại tiếp tục vẽ thêm ở đây cho đèn nữa này. Nếu vẽ nhiều đèn lồng thì đẹp lắm đấy các bạn ạ.
Cũng giống như là đèn hoa đăng ở dưới thì các bạn có thể ra có thể vẽ nhiều đèn hơn, càng nhiều càng đẹp nhé. Mình chỉ vẽ vài cái như vậy thôi, vẽ nhiều quá thì lâu lắm các bạn ơi, nên là thời gian hơi hạn hẹp nên là mình chỉ vẽ gần đấy chiếc đèn thôi. Các bạn có thời gian có thể vẽ thêm nhiều đèn nữa cho đẹp nha. Bây giờ sẽ đến khâu dùng bút màu đậm để chúng ta tô lại. Thì chúng ta tô như vậy để chúng ta vẽ, chúng ta tô màu nó đẹp hơn. Nếu như các bạn không dùng bút mực các bạn tô lại mà cứ thế tô lên nền bút chì ấy, nó sẽ không nổi đâu. Nó đè lên chì và cái bức tranh trông nó rất là lem luốc và không rõ nét. Thế nên là các bạn có hai lựa chọn, một là dùng bút ngòi nhỏ, hai là dùng bút ngòi to, nghĩa là mực màu đen đậm hoặc nếu không dùng màu nâu đậm cũng được. Để các bạn tô lại những đường nét vẽ như thế này nhé, để bức tranh nó rõ nét hơn nữa các bạn nha. Tháng sau thì sẽ là ngày lễ Trung Thu rồi, thì trong những clip tới thì mình có dự kiến là sẽ vẽ chú quậy này, vẽ lễ hội rước đèn ông trăng, lễ hội Trung Thu ấy. Đó thì mình sẽ làm những clip về những chủ đề như thế, các bạn nhớ theo dõi trên kênh của mình, có thể bật nút chuông để nhận được thông báo khi mình ra clip nha. Chúng ta hãy vẽ một đường này, đường này là ranh giới giữa mặt nước và bầu trời nha các bạn. Để tí nữa chúng ta tô màu nha, chứ nước không thể nào mà bay lên cả kín trời luôn được như thế. Nên chúng ta cần vẽ một đường ranh giới cả những vị trí mà có người đứng khuất thì các bạn tránh ra né ra là được. Mình sẽ dùng màu đen, bên thử để dùng phần tô tóc, các bạn có thể dùng màu nâu hoặc màu khác các bạn nếu thích nhé. Do bức tranh thả đèn hoa đăng thì thường là vào buổi tối, cho nên là mình sẽ dùng màu tối để mình tô phần nền nhà, phần nền bờ sông và phần nước nữa đấy, bầu trời cũng vậy. Còn đối với đèn thì dùng màu cam tô đậm vào phần chóp, để lại khoảng sáng ở giữa để chúng ta dùng màu vàng tô, để mình hình dung là ngọn nến ở trong đang sáng, nó làm cho cái đèn nó không còn màu cam đậm nữa mà nó sẽ vàng hơn một chút đấy. Đối với đèn lồng cũng vậy, mình sẽ tô một chút vàng ở giữa trộn lẫn với màu đỏ mình tô nhạt. Còn bên ngoài thì chúng ta sẽ tô thật là đậm để làm màu đèn đỏ nha. Đối với trang phục quần áo thì các bạn dùng nhiều màu khác nhau để các bạn tô cho các nhân vật cho đỡ bị trùng lặp. Khi mà vẽ nhiều người là hơi khó khăn trong cái việc chọn màu đấy. Nhưng cái việc tìm màu để làm sao không bị trùng nhau cho
bức tranh nó sinh động hơn là mình đã rất là mất nhiều thời gian. Nên là cứ tô được một chút xíu là lại dừng clip lại để ngồi nghĩ. Nghĩ mãi rồi chọn được màu thì lại quay tiếp và tô màu tiếp cho các bạn xem. Mình nếu mà dùng màu đen thì nó sẽ âm u hết và không nhìn rõ cái gì. Cho nên là đối nước thì mình sẽ không dùng màu xanh da trời tươi, cũng không dùng màu đen mà dùng cái màu xanh xanh gọi là màu xanh gần như kiểu màu tím than ấy, chẳng biết gọi là gì nữa. Nói chung là màu xanh khá là đậm, xanh lam mà. Để mình tô phần nước cho các bạn. Bởi vì trời cũng khá tối và có thể là chiều tối rồi, chứ không ai thả đèn ban ngày hết đúng không nhỉ. Và cái phần mặt trên của nước ở phần trên này thì các bạn nhấn đậm một chút nhé, bên dưới sẽ nhạt dần. Còn trên trời thì mình cũng sẽ dùng màu xanh nước biển thật là đậm mình tô. Trời nó tối rồi chứ không phải là ban ngày nữa nên không dùng màu nhạt được. Còn cái phần nền mà bờ sông chỗ mọi người đứng và ngồi để thả đèn này thì làm rất là khó chọn màu này. Trời ơi, mình ngồi mình nghĩ mất 10 phút không biết chọn màu gì đây cho nó phù hợp, và cuối cùng mình đã chọn là màu của bút chì các bạn ạ. Tức là cái màu mình nó tươi thì nó sáng quá, không thể xanh đỏ tím vàng được, mà kể cả xanh đỏ tím vàng thì cũng trùng với quần áo rồi, quần áo có rất nhiều màu như cái kia rồi nên là không thể chọn được. Mà trời thì tối rồi nữa thì nền thì cũng không thể nào sáng được, thế nên là mình đã quyết định chọn cái màu của bút chì khá là đậm. Để mình dùng bút chì 6B của mình nó đậm ấy, mình tô ấy thì trông cũng gọi là tạm được thôi.
Vậy là mình đã vẽ xong và tô màu xong bức tranh về đề tài ngày lễ Vu Lan thả đèn hoa đăng rồi. Chúc các bạn vẽ thành công nhé. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.